Xin chào quý mạnh thường quân, tôi là Đinh Thị Thu Hằng, là trưởng nhóm hội từ thiện trái tim nhân ái tại Vũng Tàu. Như mọi người đã biết, ngày 15 tháng 9 vừa qua, cơn bão số 10 đi qua để lại biết bao nhiêu thiệt hại về người và tài sản. Thì hôm nay hội từ thiện trái tim nhân ái kêu gọi mọi người chung tay góp sức với phương châm lá lành đùm lá rách để hỗ trợ việc đi đem yêu thương đến trao cho đồng bào miền Trung đang gánh chịu thiệt hại về người và tài sản do cái cơn bão số 10 vừa qua. Họ sẽ trao giúp đỡ cho bà con ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình. Họ sẽ giúp đỡ, xin gửi về số tài khoản của ông đại diện là Đinh Thị Thu Hằng. Số tài khoản là 00710015772238 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Hội cam kết sẽ trao đến tận nơi và trao tận tay cho bà con tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Một lần nữa rất mong sự đóng góp của mọi người và quý mạnh thường quân. Tôi xin thay mặt hội từ thiện trái tim nhân ái cảm ơn tất cả mọi người.